mến chào quý cô chú anh chị à, chào mừng quý chú anh chị mình quay lại với kênh youtube nhà đất thì hiện tại nè anh chị em đang đứng ngay khu vực ngã tư bốn xã ha cái đường này là đường hòa bình anh chị về đầm sen quận 10, quận 11 rất thuận tiện nha đó còn cái đường sau lưng em là đường phan anh anh chị về quận 6 nè à, vòng xây vòng xây cấp mắt phú lâm rồi anh chị còn bên trái mình á là sẽ khu vực lê văn quế hơn lộ 2 à, phía trước mặt mình sẽ là đường à, phan anh ủa ở phía trước mình sẽ là đường Bình Long chứ Sơn Lân em mới là đường Phan Anh Phía trước là đường Bình Long à, Thoại Ngọc Hầu Anh chị về trung tâm quận Tân Phú Rất là gần Anh chị Thì hôm nay em chia sẻ cho anh chị mình Một căn nhà à, Trên trục đường à, Bình Long đó, Quận Tân Phú nha anh chị Đó Phường Phú Thạnh quận Tân Phú ha đó, Chỉ có giá là 3 tỷ 290 triệu thôi Giá cả thì còn thương lượng nha anh chị đó, Một căn nhà rất là đẹp luôn Kết cấu là một trệt Một lầu nha anh chị Nè bên bên phải mình là đường Thời Ngọc Hầu á cái đó thì anh chị đi thẳng về lại ngay chỗ Ủy ban dân quận Tân Phú rồi anh chị rất là gần rất là thuận tiện ha rồi đây nhưng bây giờ mình đi thẳng đường Bình Long nha anh chị tới hẻm 102 Bình Long anh chị quẹo vô đó. <laughs> đường xá thì nói chung khu vực này đường xá rộng rãi trần cũng gần rất nhiều tiện ích ha anh chị đi đâu di chuyển về hướng nào nó cũng rất là thuận tiện tại vì nó gần như là cũng ngay như khu vực trung tâm anh chị anh chị uh, trung tâm giáp ranh giữa bình tân và tân phú này. anh chị di chuyển về quận mấy nó cũng thuận tiện hết quận 11 hoặc quận 10 hoặc là quận 6 này kia rồi anh chị về <laughs> này đây là đường trước nhà mình nó là cái đường phía trước mình lúc nãy mình chạy chạy từ ngay chỗ hẻm vô anh chị đường đường phía trước nhà mình hiện hữu thì nó rơi về cho khoảng tầm 3 mét anh chị đó 3 mét <laughs> có thể hơn tại vì người ta để cây nhiều anh chị nên là thấy cái đường nó hơi nhỏ đây nhà kết cấu là một trệt một lầu nó sẽ có một cái gắt lẫn nữa anh chị đó, một trệt một lầu nó sẽ có một cái gắt lẫn nữa rất là thuận tiện cho nhà mình đông người ở nha anh chị xung quanh đây thì người ta xây nhà cao tầng cũng có nè anh chị mua về muốn mua muốn xây dựng lại cũng được luôn anh chị nhà mình có diện tích là ngang 3 mét dài 11 mét anh chị kết cấu á, là một trệt một lầu thì cái tầng trệt á nó sẽ có một là một cái gác lửng có thể để kho để đồ cũng được hoặc là anh chị để làm cái khu vực nghỉ ngơi và ngủ hoặc cũng được cũng được luôn anh chị mình đi vô xem chi tiết sẽ thấy và đây đây là giờ mình vào mình xem bên trong nè cái phía trước này nó sẽ có một cái khoảng không thì anh chị có thể để xe máy cũng được đó đây anh chị nhìn vô thấy cái lửng này này cái khoảng không này đó, hai lớp cửa anh chị nhà mình có hai lớp cửa và mình đi vào trong này anh chị ở đây mình sẽ có một cái tầng lửng nè nhớ không đây là có cái tầng lửng phía sau là cầu thang ờ, phòng bếp khu vực bếp nhà vệ sinh Đó. thì nói chung nhà này anh chị mua về có thể uh, cho thuê uh, cho thuê giữ tiền cũng được hoặc là uh, anh chị mình mua về ở cũng rất là thuận tiện cho việc di chuyển đi lại ha nhà mình uh, thì hai ba người vẫn ở vẫn vô tư nha anh chị có cái gác lửng đây bây giờ lên lầu một đây là khu vực trên lầu 1 nè phía sau khu vực này là cái khoảng không khoảng trống nè và nhà vệ sinh nha anh chị nó ở trên mình sẽ có một cái khoảng giống như là cái giếng trời lấy ánh sáng ha ở đây đây là cái phòng của mình thì đây chủ nhà để một cái khu vực suốt á thì anh chị có thể có tại cải tạo lại làm hai phòng ngủ cũng được còn không thì để cái khu vực suốt cũng rất là ok vòng ốc cho nhìn cho nó rộng rãi nha anh chị nó giống như lúc nãy em trao đổi thì nhà mình có diện tích là ngang 3m dài 11m và có giá là 3 tỷ 290 triệu. Nó còn thương lượng anh chị nào quan tâm á, thì liên hệ trực tiếp cho em. Theo số điện thoại bên dưới nha anh chị. 0949 900 589. Đó, khu dân cư hiện hữu, đường xá thì rộng rãi thông thoáng. Đường hiện hữu mình á, thì à, trên sổ thực tế nó chắc rơi khoảng tầm 4 mét anh chị. Còn bên ngoài thì à, do chủ nhà họ cũng để cây khá là nhiều. Nên là đường nhìn nó hơi hơi nhỏ lại. <laughs> À, ngoài ra thì bên em có nhận quay video quảng cáo cũng như là nhận ký gửi sản phẩm bất động sản. À, anh chị nào đang có sản phẩm có nhu cầu cần bán á thì cứ liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại bên dưới nha anh chị. 599 à, à, Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị vào video sau.